Xin mời học viên Tạ Minh Nhật. Tôi là Tạ Minh Nhật, tôi hiếu thảo với ông bà mẹ. Tôi trung thực với mọi người, tôi yêu thương và tha thứ cho sai lầm của người khác. Tôi sẵn sàng học hỏi và giúp đỡ mọi người. Tôi luôn tìm điểm tốt để khen tặng và khích lệ người khác. Tôi tin tôi có thể chinh phục mục tiêu. Tôi không phàn nàn, không nổi lỗi, không hoa biện. Tôi không bình phẩm về ngoại hình và những cách của người khác. Tôi là học trò của thầy Nguyễn Đức Trường, chủ tịch Học viện Nho và Việt Nam. Con cảm ơn bố mẹ vì đã đăng ký cho con học lớp thầy Nguyễn Đức Trường. Và con cảm ơn thầy Nguyễn Đức Trường vì đã dạy cho con những kiến thức bổ ích. Ước mơ sau này của con là làm một kiêm thủ chuyên nghiệp. Hay quá rồi. Một kiêm thủ chuyên nghiệp ha. Con có tin là con có thể chinh phục mọi mục tiêu không? Và đặc biệt là con có tin con có thể chinh phục level 2 không? Có. Có, ok. Rồi, đây là món quà thầy dành tặng cho chiến binh như vậy. Những chiến binh có thể chinh phục những cái mới mẻ. Và đặc biệt là không bao giờ bỏ cuộc, đúng không nào? Rồi, chúc mừng con.